Rất xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Shop Kỹ Thuật Nhật Hoàng Gia. Nếu mà mọi người lần đầu tiên đến với kênh của em thì hãy nếu mà cảm thấy yêu mến, và thật sự đây là một cái kênh mà dùng để cho mọi người tham khảo những cái đàn guitar Nhật, thì hãy đăng ký giúp em nha mọi người, một lượt đăng ký giúp em và nhấn vào cái chuông nếu mà quý cô chú anh chị nào mà muốn cập nhật thông tin những cái đàn mà em đăng lên sớm nhất, thì mọi người nhấn vào cái chuông thông báo những clip nào mà em làm em đăng lên thì mọi người sẽ nhận được trước nha mọi người. Và ra xin chúc mọi người có một ngày kỳ nghỉ lễ thật sự là vui vẻ, hạnh phúc cùng gia đình, bạn bè và người thân nha. Và trong clip ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người một cái lô đàn acoustic dáng D bao gồm 6 cây với thương hiệu khác nhau, và những cái thương hiệu này cũng khá là quen thuộc với quý cô chú anh chị. Và đây, cây đầu tiên em muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị đó là một cây Yamaha. Mà Yamaha dòng này là dòng SG251 nha mọi người. Thì cái dòng này thì được sản xuất vào những thập niên 70 nha quý cô chú anh chị. Cái này được sản xuất ở thập niên 70. Yamaha SG251. Nếu mà sản xuất ở thập niên 80 đó mọi người, đó là SG251B nha. Rồi cái đàn này thì nó sẽ có một cái cấu hình như sau. Chúng ta sẽ có được một mặt top solid blue, và mọi người có thể thấy được là cái vân gỗ phía hông và phía sau đó mọi người, thì đây là một cái vân gỗ vô cùng là tuyệt đẹp luôn quý cô chú anh chị. Đây là một cái loại gỗ Jadakanga rất là đẹp ha. Chỉ có em thấy là chỉ có những cây đàn mà được sản xuất vào năm 70 thì nó sẽ có những cái cấu hình gỗ như thế này, loại gỗ rất là quý. Và mọi người cũng thể là khó tìm được những cái cây đàn mới mà nó sở hữu cấu hình gỗ như thế này đó. Về cơ bản là cái đàn này nó ngoại hình của nó còn rất là khá nha mọi người, tầm khoảng 90%. Nó cũng có chày xương xương thôi, nó chày sơ sơ lông mèo này nọ thôi, chứ nó không quá là chạy. Cái đàn này thì hiện tại thì shop Guitar Nhật Hoàng Gia đang bán mức giá là 4 triệu thôi mọi người, SG251, và em sẽ tặng kèm bao da cho quý cô chú anh chị. Tổng thể cây đàn thì rất là đẹp nha mọi người đó. Qua năm tháng thì nó sẽ có vài chút đỉnh xuất sắc này. Mọi người mua đàn cũ thì mọi người cũng thông cảm để mà mình dễ mua hàng nha mọi người đó. Cây ngựa của cây đàn này vẫn còn zin nguyên bản, chưa qua sửa chữa nha quý chú anh chị. Những cây đàn Yamaha thì đặc trưng là từ có những cái âm thanh nó rất là vang rền ha, vang rền, và đặc biệt là rất là sạch. Yamaha rất là sạch, tiếng nó ra rất là sạch ha mọi người, phím gỗ phím sắt, tất cả cái đàn này rất là chỉnh chu nha quý cô chú anh chị đó. Action em đã cân chỉnh lại hết rồi, mọi người alo cái là em gửi thôi. Mọi người thì thấy là cái chi tiết khóa nó vẫn còn trong một cái tình trạng rất là đẹp mọi người ha. Các chi tiết là em cam kết cho mọi người là một cây đàn về mọi người chơi tốt nha, action thấp, bấm nhẹ tay đó. Cấu trúc của cây đàn vẫn còn nguyên bản, chưa qua chỉnh sửa hoặc thay thế gì bất kỳ một cái chi tiết nào hết đó. Mọi người có thể thấy được là qua năm tháng thì cái viền ở đằng sau nó sẽ bị ố vàng nè mọi người, và nó có những cái đường răng này nha. Mà cái đường răng này thì mọi người yên tâm nha, nó không có bị vỡ ra, không bị nứt ra, nó chỉ là nó có cái đường răng qua năm tháng thôi, nó vẫn đảm bảo cái kết cấu của cây đàn ở trong một cái tình trạng hoàn hảo nha mọi người. Mọi người có thể thấy được là chỉ keo gốc cần là vẫn còn zin nha, action cực kỳ tốt luôn. Em đã cân chỉnh những cái đàn này lại rồi đó. Màu gỗ rất là đẹp mọi người, và khó mà tìm được cái gỗ này trên cái đàn mới nha mọi người ha. Em sẽ cố gắng quay góc này cho mọi người xem rõ hơn, vì nó hơi, em quay ngoài trời, em thích ngoài trời tại vì ánh sáng nó chân thật mọi người. Và em quay và em thu âm tất cả mọi thứ bằng cái điện thoại luôn, nó rất là chân thật ha. Cái đàn này hiện tại là em bán với giá 4 triệu nha quý chú chị. SG251 được sản xuất vào thập niên 70, và cây đàn này là sản xuất tại Nhật nha mọi người. Tất cả các chi tiết là phím gỗ phím sắt này nọ vẫn trong một cái tình trạng rất là tốt. Rồi, và sau đây thì ra xin mời quý cô chú anh chị mình nghe một đoạn âm thanh nhỏ của cây đàn SG251 này nha. Yamaha SG251 nha mọi người. Thank you.
tiếp theo chúng ta sẽ đi tới cây đàn thứ hai. Cây đàn thứ hai thì đàn này là một cây đàn cao cấp của một cái thương hiệu của nhà sản xuất đàn Terada của Nhật. Đây là một cây thum. Cây này cao cấp nha mọi người. Cây này là cây No Dub 350N. Cây này là một cái dòng cao của thum nha quý cô chú anh chị. Tuy nhiên thì ngoại hình cây đàn này á, cái phần body nó còn rất là đẹp. Cái body của nó cực kỳ đẹp luôn. Đó, mọi người thể thấy được cây đàn cao cấp nè, nó sẽ như thế này. Nó được đóng inlay tùm lum hết trơn luôn. Đó, ở trên ngựa mọi người, đó, đóng inlay. Đóng những cái họa tiết xà cừ nè, rất là nhiều ha. Và kể cả những cái inlay ở trên phím luôn, đóng xà cừ hết luôn. Đây là những dòng đàn cao cấp ha. Tuy nhiên thì cây đàn này á, nó có cái mặt tớp là mọi người, mặt tớp đẹp nha. Cây đàn này mặt tớp là đẹp. Tuy nhiên là cái miếng bắt cua cũ của nó đã hằn màu ở đây rồi mọi người, hằn màu ở đây rồi, nó đã không đồng màu rồi ha. Thì bây giờ cây đàn này nó sẽ mọi người mua là mua cái giá trị âm thanh của nó thôi. Cây này âm thanh của nó tương đương với những cái cây Morris Dub 40 mọi người. Đó, rất là hay ha. Ok, âm thanh hay lắm. Cái mặt tớp của cây đàn này là tớp true và solid luôn, gõ nguyên tấm nha mọi người ha. Lưng hông là mahogany. Và mọi người có thể thấy được là một cây đàn cao cấp, là người ta cẩn cái xà cừ rất là nhiều. Và cái con ngựa này cũng rất là đặc biệt mọi người ha. Con ngựa này nhìn rất là đẹp, rất là cầu kỳ. Tuy nhiên thì phần ngoại hình cây đàn này nó có một điểm mà chắc hẳn là quý cô chú anh chị cũng rất là e ngại khi mà mua cây đàn này. Rồi, cây đàn này nó có một cái đầu cần nó không được đẹp mọi người. Và người chủ trước họ không có để nguyên bản mà họ tự custom cá nhân gì đó. Nhưng mà nhìn cũng không được thẩm mỹ cho lắm. Trên cái đàn này thì sở hữu một bộ khóa hợp hai đầu ha mọi người ha, một khóa hợp này của Nhật rất là xịn ha mọi người ha. Và các chi tiết phím gỗ, phím sắt cái đàn này thì nó trong một cái tình trạng cũng khá là tốt mọi người, nó chưa có bị mòn, nó chỉ bị mờ cái lớp sơn thôi đó, mờ lớp sơn trên lớp gỗ thôi chứ nó không có bị mòn. Và tất cả mọi thứ trên cái đàn này từ chỉ keo, gót cần nó vẫn còn zin nguyên bản hết mọi người. Đó, zin nguyên bản hết. Cây đàn này âm thanh rất là hay. Cái thùng của nó có vẻ hơn, cái thùng của nó bự hơn một tí nha mọi người. Em không có đo nhưng mà nó bự hơn tí. Ở phía sau, mặt sau thì mọi người có thể thấy được là hai cái đường chỉ chạy dọc nè mọi người ha. Đó, chạy dọc nè. Thì cây đàn này nó sẽ có lưng ba mảnh nha mọi người. Đó, cái này là lưng ba mảnh luôn. Đó, mọi người có thể thấy cái nang ở trong nha mọi người. Đó, mọi người có thể để ý nè. Cái tem nè, chính giữa hai cái nang ha. Đó, thì cái đàn này thật sự là rất là cao cấp. Nếu mà trong một cái tình trạng mà tốt á mọi người, thì cái đàn này nó có thể lên tới giá trị, nó có thể lên tới là 7-8 triệu bình thường nha mọi người. Cái đàn này là một cái dòng cao cấp của nhà Terada, một cái dòng thum Dub 350. Đó, cái âm thanh của nó thì nó tương đương với cái Dub 40 nha mọi người. Rất là hay ha. Và ra xin phép bán cái đàn này với mức giá là 3 triệu rưỡi thôi quý chú anh chị. Mình mua cái trải nghiệm âm thanh thôi nha mọi người. Cái đầu cần thì nó hơi mất thẩm mỹ một tí. Nếu mà quý cô chú anh chị nào mà chỉ cần một cây đàn để mà mình chơi, mình tập luyện mà có chất âm hay đó mọi người, thì mọi người lựa cây này là hợp lý luôn. Chất âm vô cùng tuyệt vời, chỉ có ngoại hình là nó hơi xấu thôi mọi người. Rồi, sau đây thì ra xin mời quý cô chú anh chị mình nghe thử một đoạn test của cây đàn thum Dub 350 này nha. Đây là clip test của cây thum 350. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tới cây thứ
ba mọi người, chúng ta sẽ có một thương hiệu cũng của Nhật luôn và sản xuất tại Nhật luôn, đó là một cái thương hiệu, đó là Yamaki EW25. Cây đàn này thì nó không có tem nha mọi người, nó ở đời này thì dòng Yamaki thường thường là người ta khắc laser lên trực tiếp cái nan giữa luôn đó, và để cái model ở trên cái ở trong thùng. Rồi mọi người có thể thấy được là đây là một cây Yamaki với mặt top là solid blue, và mặt top này không solid mọi người ha, mặt top này không có solid nha, mặt top này là gỗ ép mọi người, gỗ ép là laminate đó chứ không phải là gỗ ép giống như Việt Nam mình đâu. Gỗ ép của người ta là 3 tấm gỗ thịt ép thành một tấm cực kỳ chắc chắn luôn. Rồi thì em sẽ nói sơ bộ qua cái cấu hình ha. Cấu hình là mặt top là screw nha mọi người, và lưng hông là cảm ứng, lưng hông là cảm ứng. Rồi lưng hông là cảm ứng. Cái đèn thì nó cũng có xuất sắc chút đỉnh nha quý cô chú anh chị. Đó. Nhưng mà tất cả các chi tiết kỹ thuật thì em đảm bảo là nó zin và nó chưa có sửa chữa gì hết. Mọi người thấy là ngựa là zin nè, rất là đẹp ha, mặt top cũng khá là đẹp. Rồi cây đàn này thì nó có một cái phím gỗ phím sắt thì nó vẫn còn trong một cái tình trạng còn ok mọi người, nó không có bị mòn ha. Và tất cả các đàn em mọi người khỏi hỏi em là có zin hay không, tất cả các đàn em lựa là zin. Cái nào phục chế hay làm lại thì em sẽ chia sẻ với quý cô chú anh chị liền, và nó giá nó cũng sẽ khác, còn những cái đàn zin thì giá nó sẽ khác. Rồi cảm ơn, rất là đẹp mọi người. Cảm ơn. Rồi. Yamaki làm những cái đàn em thấy chất lượng, rất là chất lượng, và đặc biệt cái trên cái đàn này nó có một khóa mọi người. Đây, bộ khóa. Đây là một bộ khóa hộp của Goto nha quý cô chú anh chị. Đó, Yamaki Goto. Thì Goto thì nó làm một công ty khóa làm cho rất là nhiều thương hiệu khóa, thương hiệu đàn khác nhau lớn. Một đây là một cái công ty rất là lớn làm chuyên làm phụ kiện khóa thôi mọi người. Đó. Logo thương hiệu Yamaki. Rồi. Một cây nội địa Nhật rất là xịn nha. Cây này âm thanh cũng khá là tuyệt vời. Ngoại hình đẹp nha mọi người. Cây này ngoại hình đẹp nha. Rồi. Chỉ có những cái vết như mọi người có thể thấy thì là những cái vết chày cực kỳ nhỏ luôn. Đó, cực kỳ nhỏ luôn. Rồi. Rồi. Ở tầm phân khúc mà dưới 4 triệu thì mọi người mua những cái cây này về mọi người chơi âm thanh rất là hay rồi. Đó. Có thể mọi người chơi những cây này mọi người đi show các thứ vẫn được luôn. Đó. Rất là hay, âm thanh rất là hay. Rồi. Quý chú anh chị nào mà cần hình ảnh chi tiết đó thì liên hệ với Gia sẽ chụp hình chi tiết và gửi riêng cho quý cô chú anh chị nào đang có cái nhu cầu. Đó. Rồi, cây đàn này thì em bán với mức giá là 3,5 triệu mọi người ha. Tất cả các đàn thì em sẽ tặng bao da carbon cho mọi người nha, bao da bộ dây mới và cái carbon 3,5 triệu mọi người. Thật sự thì mọi người nghĩ là 3,5 triệu nó mắc nhưng mà không phải, nó mắc là mọi người, nếu mà tính ra mọi người mua những cây đàn này, cây đàn Nhật tốt mọi người chơi, thứ nhất là cái chất lượng âm thanh của nó đảm bảo là mọi người chơi rất là cuốn hút. Cái thứ hai đó là khi mọi người chơi những cái đàn này về kết cấu kỹ thuật và các yếu tố khác nó rất là chất lượng, mọi người chơi một thời gian dài nó mà tính ra nó rẻ hơn so với mọi người mua một cây đàn không chất lượng ha. Em đang nói là không chất lượng thôi, chứ em không có nói là đàn chị nha mọi người, thế nên mọi người thông cảm cho em, đó là một cái tư duy mua hàng thôi. Ở với em cũng vậy, em không mua đồ thì thôi, em mua đồ là phải mua đồ xịn. Em hay mua đồ sida đó mọi người, tại vì đồ sida nó xịn, thứ nhất là nó xịn, thứ hai là nó hạn chế cái việc mà chặt cây mọi người, chặt gừng rồi để làm đàn mọi người, tại vì mọi người mua đàn cũ là người ta không sản xuất những cái gỗ nữa, người ta không có đốn hạ gừng nữa, nó liên quan đó mọi người, nhưng mà nó hơi xa, nó hơi vĩ mô một tí. Rồi cây Yamaki EW25 em bán với giá là 3,5 triệu, và sau đây thì Gia xin mời quý cô chú anh chị mình nghe thử chất âm của cái đàn này. Đây là clip test của Yamaki EW25. Thank you.
Tiếp theo cây thứ tư thì em xin giới thiệu cho mọi người một cây đàn của thương hiệu Moric mọi người. Rồi, Moric, cây đàn này thì nó có model là MD510 được sản xuất tại Nhật nha mọi người. Cây này thì tương đương với DUP25. Đó, cây này tương đương với DUP25. Cái này thì bình thường nếu mà mới đẹp thì nó có thể bán giá tầm khoảng 5 triệu nha mọi người. 4 triệu tới 5 triệu. Cây này em bán chỉ có 3 triệu thôi. Do ngoại hình của nó ở ngoài nó không được đẹp thì cây này nó cái chất âm của nó rất là hay nha mọi người. Đây là một cây đàn sản xuất vào năm thập niên cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Cây đàn này nó có vẻ ngoài thì nó hơi xước xát tí nhưng mà nó không đứt bể những cái chú anh chị, và tất cả các yếu tố kỹ thuật đều là zin hết, chưa có làm lại bất kỳ cái vấn đề gì hết. Action tất cả những cây đàn này em đã cân chỉnh lại trước khi mà em đã giới thiệu đúng của chú anh chị mọi người. Alo là em bắt đầu là em vệ sinh lại sơ qua, em để phụ kiện vào em gửi cho mọi người thôi, rất là tiện, không cần mất thời gian. Em đã soạn, em đã vệ sinh sẵn sơ bộ rồi và em đã cân chỉnh hết tất cả các đàn hết rồi đó, mọi người chỉ cần alo là em gửi thôi. Rồi, ở kia trên đàn thì nó có vài cái vết chày xước nha mọi người. Rồi cái đàn này thì nếu mà quý cô chú anh chị nào không cần quan trọng quá về ngoại hình thì mọi người lấy cái đàn này rất là ok luôn. Cái đàn này thì giá chỉ 3 triệu thôi nhưng mà chất âm của nó rất cực kỳ hay. Và đây là một cây đàn Nhật nồi, được sản xuất tại Nhật luôn, với mặt tớp á mọi người. Đó, mặt có thể là mọi người thấy được là mặt tớp ở viên này nó có chạy chút nữa mọi người ha. Rồi chúng ta sẽ có một mặt tớp ru và lưng hông là cảm ứng nha mọi người. Đó, tớp ru và lưng hông là cảm ứng. Đó, vân gỗ cũng khá là đẹp. Đó, những cái cây mà được làm bằng cảm ứng thì mọi người biết là chất lượng của nó cũng khá là tốt đó mọi người, và nó thuộc cái phân khúc là cũng trung cấp ở đâu quý cô chú anh chị. Rồi chỉ cây quốc cần và mọi thứ là zin hết cho mọi người. Rồi cần đàn đó, mọi người có thể thấy được bộ khóa hộp cho mọi người, bộ khóa hộp của nhà Moric được đóng logo Moric và được chữ da băng ở trên đó luôn, đầu cần của thương hiệu logo đó. Rất là đẹp đó mọi người. Phím gỗ phím sắt thì nó vẫn còn trong tình trạng là chưa có bị mòn đó, ok. Action thì cũng khá là tốt mọi người, đây mọi người thể nhìn thấy nè, em đã cân chỉnh hết rồi mọi người, alo là em gửi thôi. Và sau đây thì ra xin mời quý chú chị mình nghe chất âm của cái đàn MD 510 nha. Cây 510 này tương đương với DUP25 thì cây này em bán với giá là 3 triệu. Giá của nó thị trường nếu mà đẹp mới thì nó tầm khoảng 5 triệu đó mọi người. Đó. Đó. Và ra sẽ mời mọi người nghe thử chất âm của cây này nha. Lip test của Moric MD 510. Rồi tiếp theo thì cũng là một cây Moric cho mọi người, nhưng mà cây này nó khổ hơn nha. Cây này là cây DUP18 tem vuông, được sản xuất tại Nhật luôn. Cây đàn này thì nó có một màu ngoại hình rất là đẹp, mọi người có thể nhìn thấy ha. Cây này là DUP18 Moric, ngoại hình rất là đẹp, mặt tớp là ru và lưng hông là mahogany nha mọi người. Cái đời này ở đời thấp, tuy nhiên thì đời này thì nó cổ được cái là nó cổ mọi người. Được, nó cổ và ngoại hình nó đẹp đâu mọi người, nó cổ không? Nó cổ nhưng ngoại hình nó còn đẹp ha, tất cả các chi tiết đều rất là đẹp. Rồi cần đàn là đẹp mọi người, để thấy được là yếu tố kỹ thuật cho đàn này rất là tốt nè. Đó, khóa hộp vẫn còn rất là len keng nha mọi người. Đó, cần
gỗ vững chắc rồi, còn trong một tình trạng rất là tốt, mặt đất đẹp đó, action tốt nha mọi người, action rất tốt nha. Em đã cần chỉnh rồi. Rồi trên mặt cái này bình thường em bán 3 triệu mọi người, nhưng mà hôm nay thì có một cái vết này em trừ cho mọi người 200.000, đó là 2.8 nha mọi người ha, 2.8 thôi. Cái đàn này nó có một cái vết cấn ở đây 2.8, nhưng mà này không phải lủng, không phải bể nha mọi người, nó chỉ cấn thôi, nó chỉ cấn ở đây thôi đó. Nếu mà quý cô chú anh chị nào mà dễ tính xíu thì cây này thì nó đẹp rồi đó, mọi người lấy cây này giá chỉ có 2.8 thôi mọi người. Và giá xin mời quý cô chú anh chị mình nghe thử chất âm của cây Muric Đúc 18 được sản xuất vào năm 1970 nha mọi người. Lip test của Muric Đúc 18 mọi người. Cái cây cuối cùng, cây số 6 thì em xin phép giới thiệu cho mọi người một cái dòng đàn Yamaha. Tiếp tục cây đàn này, cái đàn này là cây FG201B mọi người. Cây FG201B, cây FG201B này được sản xuất vào năm 1980 nha mọi người. Có chữ B là giống như là một cái gen 2 vậy, giống như L5 vậy mọi người, L5 gen 1 gen 2. Thì B là đời sau của những cái model mà không có chữ B đó. Đây là một cây dáng D mọi người, top là screw và lưng hông là mahogany luôn mọi người ha. Cái đàn này thì nó có một cái viền trước bị ngã màu, cái viền sau thì còn trắng đó, và tất cả các chi tiết thì nó vẫn còn rất là liền lạc nha mọi người đó, vẫn còn rất là liền lạc và zin nguyên bản hết luôn đó. Phím gỗ phím sắt thì cây đàn này thì phím ngăn số 1 nó có bị mòn nhẹ xíu, nhưng mà nó mòn này rất là nhẹ mọi người, nó không ảnh hưởng tới cái việc mình chơi đâu, nó vẫn còn tốt đó. Chỉ keo quốc cần, mọi người thấy những cái đèn zin thì nó có cái chữ keo quốc cần rất là khích không, rồi khích cao rồi, cần đèn đẹp mọi người, một khóa là sáng bóng luôn nha mọi người, thấy một khóa hộp sáng bóng luôn. Ở trên đời này là dòng thấp nên nó không chưa có bộ khóa đúc nha mọi người đó. Rồi rất là đẹp ha, cái đầu cần còn rất là đẹp, phím gỗ phím sắt là mỏng rất là nhẹ mọi người. Tình trạng cái đèn này action cũng cực kỳ tốt luôn đó. Rồi ngựa là zin nguyên bản, và cái đàn này thì ra bán với mức giá là 2.9 triệu nha mọi người, 2.9 triệu. Em tặng kèm tất cả cái đàn, em tặng kèm bao da carbon, dây mới em đã lắp sẵn lên cho quý cô chú chị rồi. Rồi và ra bán cái đàn này với giá 2.9 triệu nha mọi người. Sau đây thì ra mời quý cô chú anh chị mình nghe chất âm của cái đàn nha. Và lời sau cùng thì kết thúc clip thì em xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu của mình đã xem video của em. Chúc cho mọi người có một kỳ lễ thật là vui tươi hạnh phúc, và chúc cho mọi người lựa cho mình được một cây đàn thật là ưng ý và vừa túi tiền của mình. Dạ xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong clip tiếp theo. Dạ bye bye mọi người.